Người đàn ông này nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn. Người trong điện thoại yêu cầu anh ta tìm một cánh cổng cổ xưa dựa trên manh mối và mở nó. Nếu không, người cố vấn của anh ấy là Peter Solomon sẽ chết. Đúng lúc Langdon nghĩ mình đã gặp phải một kẻ tâm thần thì có tiếng la hét trong bảo tàng. Một bàn tay người thật được đặt ở trung tâm bảo tàng. Nhìn vào những biểu tượng và chiếc nhẫn bí ẩn trên tay, Langdon biết đây là bàn tay của cố vấn Solomon. Vụ bắt cóc này thực chất đã báo động cho đặc vụ CIA Sato đến điều tra. Robert Langdon là giáo sư dạy ký hiệu học tại Đại học Harvard và Peter Solomon là người cố vấn của anh ấy. Solomon có 3 biểu tượng trên tay gồm chiếc đèn lồng mặt trời và chiếc chìa khóa. Anh ta nghiên cứu bàn tay bí ẩn xuyên suốt lịch sử. 3 biểu tượng này là lời mời qua cửa. Người ta kể rằng sau khi đi qua cánh cổng sẽ có một luồng ánh sáng xanh giải phóng sức mạnh của bộ não con người. Theo hướng ngón tay, bức tranh trên trần nhà mang ý nghĩa người bí ẩn muốn thần thánh hóa chính mình. Lật hộp lại có một số con số chỉ vào bảo tàng. Tầng ngầm thứ 2 là phòng 13. Con gái Solomon chạy về nhà sau khi biết cha mình bị bắt cóc. Cô đã lấy chìa khóa từ một cuốn sách mở cánh cửa bí mật thấy có một lá thư. Bất ngờ nhân viên CIA đột nhập vào nhà và bắt giữ cô ấy. Lúc này mọi người đã đến phòng 13 ở tầng hầm thứ 2 của bảo tàng. Đây là khu vực riêng tư của Solomon nên nhân viên bảo vệ không có chìa khóa tương ứng. Langdon dễ dàng nhận ra chìa khóa là một nhánh cây trước mặt. Căn phòng tối tăm ẩm ướt này là nơi Solomon gia nhập hội tam điểm. Chữ viết tắt tiếng Latin trên tường trong khi phản chiếu là một câu thần chú của hội. Khám phá bên trong trái đất bạn sẽ tìm thấy một hòn đá đen. Ngay khi Langdon vắt óc tìm cách giải mã các manh mối trong phòng chợt có tiếng động lạ. Vì chìa khóa không được trả lại đúng chỗ của nó nên cơ chế bí mật được kích hoạt. Tuy nhiên Langdon vẫn cố gắng tìm ra bí mật của bức tường bằng cách dùng nước muối. Thấy bức tường đang chuyển động, anh bảo vệ đã dùng một cái bàn để làm vật cản. Lúc này Sato đã dùng hết sức mạnh của mình để mở ra một ô bí mật, lấy ra một viên đá đen phủ đầy run. Sau đó nhân viên bảo vệ và Sato chạy ra khỏi lối đi sắp bị đè bẹp. Đến lượt Langdon thì may mắn anh đã không bị biến thành chiếc bánh mì kẹp. Cho dù Langdon có giải mã được những chữ run này thế nào thì chúng cũng đều là những thứ vô nghĩa. Điều này có nghĩa là anh ta cũng cần tìm viên đá ở trên cùng của viên Blackstone. Khi không thể làm được gì, người bí ẩn đã gọi đến, nói với anh ấy rằng đây chỉ là khởi đầu của cuộc hành trình. Bước tiếp theo là tìm Capstone. Sato đã cho người dựa vào định vị điện thoại tìm kẻ đứng sau. Tuy nhiên Langdon không được đến địa điểm để đảm bảo an toàn. Đến ơi chỉ có chiếc điện thoại di động của Solomon được tìm thấy dưới tác phẩm điêu khắc. Dòng chữ gợi ý về bức tượng dường như chính là manh mối tiếp theo. Trong bảo tàng, một gã đã bắn chết nhân viên bảo vệ bên ngoài. Sau đó gửi lời nhắn từ người bí ẩn yêu cầu Langdon ra khỏi đây ngay lập tức để tìm cổng thông tin. Catherine đang ngồi trong xe cảnh sát phát hiện Langdon đang bỏ đi một mình đã tìm cách đuổi theo. Cát đã cho anh xem lá thư bí ẩn của Solomon để lại. Người đàn ông bí ẩn không bị bắt. Langdon cũng đã biến mất. Lúc này nữ trợ lý đã tiết lộ sự thật con trai của Solomon là Zachary đang làm việc cho CIA. Anh ta bị bắt ở Ankara vì buôn bán trái phép 3 năm trước, sau đó bị đánh chết trong cuộc bạo loạn ở nhà tù. Thế là Sato đã cử trợ lý đến Ankara để điều tra mối liên hệ giữa hai vụ án. Bên này người đàn ông bí ẩn đang cởi bỏ lớp ngụy trang trên da và thực sự Peter Solomon đang nằm trong tay hắn với một cánh tay đã bị chặt đứt. Kẻ bí ẩn này thực sự có một cái tên là Malak. Hắn đã tuyên bố số phận của Solomon hiện tại không do hắn mà là trong tay Langdon. Thậm chí Malak còn nói rằng chính hắn đã lấy mạng người con trai Zachary của Peter ở trong tò. Bên này Langdon mở phong bì ra thấy nội dung bức thư được viết bằng tiếng Do Thái. Anh đã sử dụng phần mềm dịch thuật trên điện thoại biết được nội dung lấy từ sách Tử Thần của Kinh Thánh. Khi hai người họ đang tranh cãi và bối rối thì Cát nhận được một tin nhắn bí ẩn. Yêu cầu họ vứt bỏ điện thoại di động có thể theo dõi của họ, vượt qua đám người đi bộ để tìm con sói đơn độc. Lúc này Sato đã theo dõi đến địa điểm gần đó dựa trên định vị. Chiếc phong bì rơi xuống khi cả hai đang bỏ trốn. Sau khi ném điện thoại di động vào hộp tiền của người đàn ông vô gia cư, Langdon phát hiện ra hình con sói được vẽ trên cây cột phía sau người đàn ông. Có một chốt chặn trên con sói, khi mở nó ra đi vào lòng đất họ được chào đón bởi người bạn cũ của Solomon là Warren. Kiến trúc sư của Capitol này biết mọi thứ về công trình ngầm, họ thảo luận về viên đá đỉnh trong một phòng lưu thông bị bỏ hoang bên dưới thư viện quốc hội. Warren nói rằng ông không biết tảng đá ở đâu, đá đen và đá chót được đặt ở hai vị trí, không ai biết được cả hai nơi cất giấu cả. Rồi cắt cho Warren xem bức thư của Solomon. Ông ấy cũng cho biết ông không hề biết về những thứ này. Tuy nhiên Warren đã cố gắng đánh cắp bức thư khi cả hai đang nghỉ ngơi nhưng đã bị phát hiện. Dưới sự chất vấn mạnh mẽ từ Langdon và Cát thì ông ta phải tiết lộ về cái gọi là bản đồ. Warren bị thuyết phục tiết lộ rằng sự kết hợp giữa Blackstone và Capstone sẽ tiết lộ vị trí của cánh cổng. Và tiếng Do Thái trong thư là mật mã, và Peter là người duy nhất nắm giữ chìa khóa. Cát đã dựa trên thói quen mang theo những món đồ quan trọng bên mình. Có lẽ cha cô cũng sẽ làm như vậy. Chiếc nhẫn luôn ở trên tay Solomon thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng nó đã bị cảnh sát thu giữ làm bằng chứng. Langdon nghĩ ngay tới viên cảnh sát đang hồi phục trong bệnh viện sau khi bị bắn tại bảo tàng, sau khi Sato đến thăm anh ta. Đặc vụ ADAMU cũng đến đưa chiếc điện thoại di động và phong bì bị vứt đi cho cô. Hôm sau Cat và Langdon đã giả làm nhân viên y tế mang anh cảnh sát Alfonso ra khỏi giường bệnh. Sau đó thuyết phục anh ấy giúp họ đột nhập vào văn phòng. Dưới sự trợ giúp của Alfonso thì họ đã có được chiếc nhẫn. Trở lại thư viện, Warren nói với họ.
Những bản thảo kinh thánh bị sao chép sai cách đã bị đốt cháy, bản thảo không có lỗi, nhưng bản thảo mà Solomon để lại có hơi khác so với bản gốc. Có thể nội dung khác biệt này là chìa khóa để giải mã, nhưng khi xem qua họ không biết được trang nào là giả. Sau khi quan sát chiếc nhẫn họ thấy trên có ký hiệu của số pi, thế là mọi người đã khoanh tròn 14 chữ cái nhưng vẫn thấy chúng chẳng có ý nghĩa gì. Ngay khi ba người họ đang suy nghĩ thì Sato lần theo manh mối đã tìm ra nơi ẩn náu của họ. Lập tức Langdon đã nhận được một cuộc gọi và biết rằng họ đã bị bại lộ. Cat và Langdon đành sử dụng băng truyền cũ trong thư viện để trốn thoát, qua đó CIA đã bỏ lỡ mục tiêu. Vừa thoát khỏi sự kiểm soát của cảnh sát thì gã Malak đã gọi tới buộc anh vứt bỏ Cat, còn không thì phải tìm người khác đồng hành. Bên này Solomon bị nhốt tỉnh dậy đập vỡ cửa sổ và cửa ra vào. Ông đi tới một hành lang phía trước thấy có một lọ formalin trên bàn trong phòng, bên trong là một miếng da có hình xăm con cú. Và cái này thuộc về con trai quá cố của ông Zachary, sau đó ông còn phát hiện ra bình đựng cho cốt của con trai mình. Chìa khóa trong lọ cho phép Solomon mở được cánh cửa đã đóng, từ tầng hầm bị giam cầm đến ngoài trời ông cảm thấy mình đã nhìn thấy một tia hy vọng. Nhưng thuốc an thần trên người bỗng khiến ông ngất đi, sau khi tỉnh dậy Solomon đã ngồi trên ô tô, ông muốn mượn điện thoại người tài xế nhưng anh ta không đồng ý. Bỗng chốc Solomon đã thấy mọi thứ bị chìm dưới nước, thì ra ông chưa từng bỏ chạy khỏi đây mà đang bị nhốt trong một tủ kính. Malak đã ngâm Solomon trong chất lỏng và nhét con dao của con trai ông vào tay. Dường như đây là một thứ phép thuật khiến Solomon bị ảo giác. Ông chứng kiến con trai mình bị một người đàn ông bí ẩn hãm hại khi cậu tuyên thệ theo hội tam điểm. Và con dao lấy mạng con trai Solomon trong giây tiếp theo đã nằm trong tay ông, có thể thấy ông đang bị tra tấn về thể chất và tinh thần. Sau khi Landon và Kat trốn thoát khỏi thư viện, họ đã quyết định tìm đến nhà của anh cảnh sát Alfonso. Sau khi Sato biết chiếc nhẫn biến mất khỏi phòng công vụ đã bắt đầu nghi ngờ rằng anh ấy đang hỗ trợ Langdon, có người được đặc biệt cử đến để theo dõi trước cửa nhà họ. Lúc này Langdon nói với Kat, gã Malak đã cảnh báo anh hãy một mình giải quyết manh mối, không thể mang ai khác đi cùng, nhưng Kat để cứu cha mình hoàn toàn phớt lờ lời cảnh báo của hắn ta. Trong khi Langdon vắt óc nhưng không thể giải mã được những bản mật mã này, Kat đã nhờ đồng nghiệp giả vờ ăn mừng Alfonso được xuất viện để mang theo một bộ thiết bị y tế, thiết bị này kết hợp với sự thôi miên của Kat, những từ ngữ bùa hộ mệnh, chiếc nhẫn, trái tim trí tuệ, người hầu của nhà vua, của Solomon đã hiện lên trong đầu Langdon. So sánh từng cái một với kinh thánh, văn bản kinh thánh đã thay thế một số từ trong các vị vua đầu tiên. Thần đã ban cho Solomon một trái tim khôn ngoan và hiểu biết, nhưng ở đây chữ viết đó đã được thay đổi. Nó không còn đọc là trái tim khôn ngoan và hiểu biết nữa mà chỉ đọc là trí tuệ, vì vậy nó được cho là sẽ giúp ích cho cái gọi là mật mã từ khóa. Sau khi sắp xếp họ được dòng chữ con chim bồ câu Izira được chôn cất, điều ngạc nhiên lớn không phải là ban nhạc Grunge Izira là một thành viên hội tam điểm. Izira Do mất năm 1848 được chôn cất tại nghĩa trang đồi Oaken, nên có lẽ những tảng đá được chôn cùng ông ấy, thế là Alfonso đã đánh lạc hướng người theo dõi ở cửa để Cat và Langdon rời đi. Đến nghĩa trang họ nhập tên Izira Do đã tìm thấy vị trí cất giữ chiếc bình, điều kỳ lạ là Izira không được chôn cất. Thay vào đó ông ta đang ở nơi cất giữ cho hỏa táng, vị linh mục kiểm tra hồ sơ điều tra và phát hiện ra rằng họ đến tìm Izira đã gọi cho ai đó. Tại khu giữ cho Langdon đã lấy chiếc bình từ trên kệ trưng bày kiểm tra, tuy nhiên bên trong không có gì ngoại trừ cho tàn, lúc này người được linh mục cử đi đã tìm đến đây. Langdon đành khóa cửa để câu thêm thời gian cho mình, với những biểu tượng quanh khu vực này anh bắt đầu suy luận, nhưng người đeo mặt nạ được cử đến đã ngay ngoài cửa rồi. Hắn bắt đầu ném ra quả bom khói buộc cả hai phải tìm cách bỏ chạy, những bức phù điêu này kể câu chuyện về Jonas và con cá voi. Một từ khác cho cá voi là Leviathan, lúc này họ nhận ra có gì đó dưới bức phù điêu trước mặt. Sau khi mở ra họ thấy một đường hầm và thứ gì đó không phải là phần chóp của viên đá. Nhưng lúc này họ đã bị ngăn lại bởi một cánh cửa sắt, mà lúc này gã đeo mặt nạ đã bước vào trong rồi. Sau khi cả hai dùng hết tất cả sức của mình thì đã mở cánh cửa thành công, thứ họ tìm thấy là một đoạn phim cũ. Nó ghi lại rằng sau khi con người mở ra cánh cửa, nó sẽ cho họ một sức mạnh siêu nhiên có khả năng kiểm soát mọi thứ bằng ý chí. Hai người họ đều choáng váng vì bộ phim này đủ để chứng minh truyền thuyết là có thật. Sau khi chiếu hết video, đoạn phim đã tự bốc cháy chỉ còn lại một phần, đồng thời Warren đã bị Sato bắt giữ. Ông thấy rất lạ khi Sato lại quan tâm đến vụ mất tích này. Đặc vụ Sato hành động bằng cảm xúc và thấu hiểu bằng lý trí, cuối cùng cô đã lấy được lòng tin của Warren. Vì sự việc con trai của Solomon được cô tuyển dụng nhưng cuối cùng lại bị bắt và chết bi thảm trong tù. Lúc này Warren tiết lộ có người đã từng mở cánh cửa siêu nhiên huyền thoại, đạt được khả năng kiểm soát mọi thứ bằng suy nghĩ. Hội tam điểm đã được thành lập để chuyên bảo vệ bí mật cổ xưa khỏi bị phát hiện, sẽ không rơi vào tay kẻ xấu. Sau đó cấp trên của Sato đã đề nghị thả Warren đi. Bởi vì Sato đã có được sự tin tưởng của ông ấy nên có thể được sử dụng bất cứ lúc nào. Lúc này đồng nghiệp của Kat đang ở quán cà phê nghịch điện thoại. Bỗng nhiên gã Malak đã cải trang nhân cơ hội tới bắt chuyện. Khi cô ấy đi vệ sinh hắn đã nhập mật khẩu điện thoại vừa nhìn thấy, rồi hắn đã nhìn thấy tin nhắn của Kat. Sau đó bỏ thuốc khiến nữ đồng nghiệp của Kat ngất xỉu và đưa lên xe. Tối đó hắn đã lấy mạng cô ấy. Không lâu sau Langdon đã nhận được tin nhắn cảnh báo. Nếu sự bất tuân của anh làm hắn tức giận, hắn sẽ tiêu diệt tất cả mọi người bằng hình phạt khủng khiếp nhất. Kat vô cùng tự trách mình sau khi biết đồng nghiệp bị sát hại. Cô đã phải ngoan ngoãn chủ động rời khỏi hành trình giải mã, lo lắng cho sự an toàn của cha.
cô đã trở về nhà của mình nơi đang bị Sato giám sát. Được đặc vụ Sato cử đến Thổ Nhĩ Kỳ để điều tra vụ án, nữ trợ lý đã tìm thấy bức ảnh duy nhất chụp lưng của gã Malak, hắn và Zacheri từng ở chung một nhà tù. Sato xác nhận vụ giết Zacheri và sự biến mất của Solomon đều liên quan đến người đàn ông bí ẩn này. Như Kat mong muốn, đặc vụ Sato đã mang đến thông tin về En Malak và yêu cầu hợp tác. Kat biết về một chương trình giám sát từ xa của CIA có tên là Stargate, mặc dù dự án đã bị rút lại sau đó nhưng còn có những dự án liên quan khác. Kat muốn dùng cách thức này để cảm nhận xem cha của cô còn sống không, qua đó cô sẽ hợp tác với công việc của Sato, cung cấp cho Sato những bức thư mà anh trai Zacheri đã viết cho cô trong tù. Sau đó Kat được đưa đến gặp một người có tên Ario, người có khả năng sử dụng năng lực ngoại cảm tìm các nạn nhân đã hẹo. Ông ấy bắt đầu một cuộc trò chuyện thần giao cách cảm về sự thật và sai lầm. Những từ lạnh, lạnh, căng thẳng, chậm lại, tối tăm liên tục thốt ra từ miệng ông ta, Ario còn liên tục vẽ các biểu tượng ma quỷ nhảy múa xung quanh. Đột nhiên cơ thể ông rung chuyển dữ dội, khi mở mắt ra ông đã nói xin lỗi với Kat, có nghĩa là ông đã cảm thấy Solomon, nhưng cảm giác đó chợt biến mất nên có lẽ Solomon đã qua đời. Bên Langdon khi thấy biểu tượng mà Malak để lại khi lấy mạng nữ đồng nghiệp của Kat, Langdon lập tức nghĩ ra điều gì đó, các công ty điện ảnh thường sử dụng sequence hình khối làm mã số trên phim. Nhưng họ đã không dùng sequence 3 ký tự cho đến thập niên 80, Langdon kết luận vòng kết nối này không nên ở đây, anh liền nghĩ ngay đến cái máy quét. Quả nhiên khi phóng to cuộn phim ra thì anh đã đọc được một dòng chữ, có một kiến trúc sư với 46 tuổi xây một cây cầu bằng những viên gạch nhẹ tựa không khí. Langdon liền nhận ra đây hắn là một câu đố, để giải đáp anh đã tìm gặp Warren hỏi người kiến trúc sư đó là ai, ông liền nghĩ đến kiến trúc sư Pierre đã thiết kế tuyến đường của Washington. Ông ấy cũng là thành viên của hội tam điểm, sau khi đột nhiên biến mất khỏi thế giới này, Pierre chỉ để lại 3 chiếc đồng hồ, 3 chiếc la bàn, 2 cuốn sách và 1 bản đồ. Vào thời điểm đó, tài sản này có giá trị là $46. Nhìn vào những chiếc đồng hồ, Langdon suy đoán chúng chính là tọa độ cho Capstone, tuy nhiên họ vẫn thiếu kinh độ. Ngay lập tức Lando đã để mắt đến một tấm bản đồ. Đó là một hình thức vuông của hội tam điểm, nó tượng trưng cho đạo đức, và compa sẽ là ranh giới cho chúng ta, một biểu tượng rất quen thuộc. Theo những con số trên đồng hồ, họ đã tìm ra đường vĩ độ. Và theo đường compa đã được một dấu 10, đó là vị trí của thủy cung tại thị trấn ở quận Stafford. Wixington là tên của mỏ đá, đó là nơi Pierre đã mua nó. Langdon lập tức nhận ra phần chóp của viên đá đang nằm ở đó. Rất nhanh Lando đã đến mỏ đá để tiếp tục giải mã. Câu đố cũng đề cập đến việc xây dựng một cây cầu bằng gạch không trọng lượng. Anh nhìn thấy một cái hang trong vách đá nên có thể có một bí ẩn khác ở đó, nhưng muốn vào cái hang đó thì phải leo theo vách đá này. Khi Langdon cởi áo khoác thì bỗng nhiên thấy một thiết bị định vị rơi ra ngoài, không biết ai đang theo dõi mình nên anh đành đập vỡ nó, sau đó leo xuống vách đá một cách cẩn thận. Đây có thể là quyết định ngu ngốc nhất mà anh từng đưa ra trong đời. Tại vách đá, Langdon đã nghĩ đến một câu trong câu đố kẻ truy đuổi cuối cùng sẽ gục ngã. Nhìn hang động gần trong tầm tay và người cố vấn Solomon của mình, vì vậy anh đã quyết định mạo hiểm để tiếp tục. Sau cú lấy đá, anh đã thành công nhảy sang phía đối diện. Khi vào hang, Langdon nhìn vào dấu tròn trên tường, nó hoàn toàn vừa với kích thước la bàn và một cơ chế đã được kích hoạt. Con trỏ quay nhanh và chỉ sang trái một hộp vuông bật ra khỏi bức tường. Thứ được đặt trong hộp vuông chính là phần chóp của viên đá gọi là Capstone. Nó còn ghi một bí mật đang được ẩn giấu. Hình vẽ bên dưới hộp là một biểu tượng mới chưa từng thấy trước đây. Trên đường quay lại, Langdon đen đủi không nhảy qua được vách đá đối diện. Vào thời điểm này, anh chàng Alfonso đã bất ngờ xuất hiện giải cứu anh kịp thời. Thì ra chính anh đã đặt thiết bị theo dõi và đi theo Langdon tới đây. Bên này, Sato đang bắt đầu nghiên cứu những bức thư Zacheri để lại. Một vài từ trong đó dường như đề cập đến một người bí ẩn. Cô đã cùng các nghiên cứu một cách nghiêm túc, nhìn vào những bức vẽ do vị thầy tâm linh để lại. Đột nhiên các nhìn thấy một biểu tượng quen thuộc, lục lọi trong hộp cô tìm thấy tấm thiệp chúc mừng Nhật Bản mà Solomon đã tự tay vẽ trong lễ tốt nghiệp. Lúc này người bí ẩn phụ trách hội ta điểm có tên Jonathan xuất hiện. Ông ta muốn Warren báo cáo về quá trình giải bí mật của Langdon đang đến đâu và nhấn mạnh việc bảo vệ những bí mật cổ xưa khỏi bị khám phá. Bao gồm các câu đố mà con người không thể giải được, chủ đề luôn quan trọng hơn cá nhân, tất nhiên là tốt hơn việc cứu mạng Solomon. Mặt nạ trong ngăn kéo cho chúng ta biết ông ta chính là kẻ đã tấn công Langdon ở nghĩa trang. Jonathan sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ bí mật cổ xưa. Bên này Malak đã đánh thức Solomon, yêu cầu ông ấy quay video theo bản thảo và gửi cho Langdon, nếu không ông sẽ tiếp tục nằm trong chất lỏng lạnh lẽo và chịu sự tra tấn. Solomon không hiểu, chẳng phải sẽ tốt hơn là hành hạ tôi khi tông ấy còn tỉnh táo sao? Tại sao phải chờ đến khi ngất đi mới hành hạ chứ? Malak không giải thích nhiều mà chỉ nói sau này Solomon sẽ hiểu. Theo nghiên cứu, đồng nghiệp của Kat bị một người đàn ông bí ẩn đánh thuốc mê bất tỉnh. Loại thuốc hôn mê này chỉ có bác sĩ hoặc dược sĩ mới có. Alfonso liền nghĩ về người đã làm anh bị thương trong bảo tàng trước đây. Và vợ của hắn ta là một dược sĩ, rồi anh trầm tư liếc nhìn con dấu trên hộp, anh thấy trên chiếc hộp có ghi dòng chữ năm 1514S. Nhưng Langdon nhận ra S không phải là một ngày mà là tên của một người. Vào thế kỷ 16, chữ ký của người dân được thay thế bằng các biểu tượng. S là một nghệ sĩ nổi tiếng, ông cũng là một nhà nghiên cứu dành cả cuộc đời về những bí ẩn cổ xưa. Họ tìm thấy một bản khắc từ năm 1514, những gì được vẽ trong bức tranh là sự thất bại của con người trong việc biến lý trí thành chúa.
Những con số trong hình vuông bí ẩn tương ứng với thứ tự các chữ cái tiếng Anh, kết quả thu được là thánh địa của Đức Giê-hô-va. Theo Langdon, đây là một vị thần thực sự. Sau đó anh nhận được video của Solomon thúc giục nhanh chóng tìm ra cánh cửa. Nếu không, mạng sống của ông ấy sẽ gặp nguy hiểm. Khi cách nhìn khuôn mặt tái nhợt của bố trong video đã rất lo lắng, bất chấp mọi thứ cô quyết định tiếp tục tham gia giải mã. Đúng lúc này Sato cũng xuất hiện đề nghị ba người họ hợp tác với nhau. Sau đó họ đã đến viện bảo tàng để tìm tranh của Ed. Tất cả những gì họ thấy chỉ là những bức tường trống rỗng. Trên tường có ghi chú rằng bức tranh đang được cho mượn. Sato quay lại liền phát hiện ra họ đang là mục tiêu nên lập tức rút lui. Ngay khi vừa ra ngoài, hai kẻ đã xuất hiện đấu với Sato. Đúng lúc nguy cấp, Warren xuất hiện với con xe giải cứu hai người thành công. Sau đó Warren nói với họ những người vừa rồi cũng thuộc hội tam điểm. Họ đang dùng mọi cách để ngăn mọi người tìm ra những bí mật. Nhưng để cứu Solomon thì Warren đã vi phạm điều lệ của hội. Thế nên đây sẽ là lần xuất hiện cuối cùng của ông ấy. Không còn nhiều thời gian để ba người họ hợp lực nữa. Sếp của Sato cũng đang hối thúc hãy nhanh chóng lấy viên Blackstone và Capstone. Nếu không, nhân lực bổ sung sẽ được triển khai. Nhưng nếu Malak biết Sato cũng có liên quan thì Solomon có thể gặp nguy hiểm. Sau khi bàn bạc, ba người nghĩ ra phương án giải cứu. Với lý do manh mối đã bị phá vỡ, hẹn gặp Malak để đổi lấy Solomon. Đồng thời Alfonso lợi dụng nhà nữ dược sĩ khi không có người. Anh đã tìm kiếm toàn bộ ngôi nhà nhưng không tìm thấy manh mối hữu ích nào. Lúc này Langdon đã dùng điện thoại của Sato để gọi cho anh ấy thông báo cho họ về kế hoạch mới nhất của họ. Sau khi cúp điện thoại, Alfonso bất ngờ bị nữ dược sĩ đánh gục. Bên này Sato đã gọi điện cho ADAMU để được giúp đỡ. Theo đúng thủ tục pháp lý, nhiệm vụ giải cứu kiểu này cần phải được báo cáo cấp trên. Nhưng Sato biết chắc chắn sếp sẽ không chấp nhận. Cô rất hy vọng rằng ADAMU sẽ giúp cô một lần vì tình bạn của họ. Cuối cùng thì anh ấy đã bị thuyết phục. Vậy là hoạt động giải cứu chính thức bắt đầu. Langdon đeo tai nghe và đi lang thang trên quảng trường một cách cảnh giác chờ Malak xuất hiện. Khi hắn gọi tới thì đã yêu cầu anh cắt đứt liên lạc với CIA. Cứ như thế Langdon đã ném tai nghe đi biến mất khỏi tầm mắt của Sato và Kat. May mắn họ còn có ADAMU bám theo sau và địa điểm gặp mặt cuối cùng đã được xác định. Cùng lúc nữ dược sĩ muốn làm thịt Alfonso thì bất ngờ anh thoát khỏi sợi dây tung một đòn trúng mặt cô ta. Sau đó đe dọa bằng khẩu súng nói với cô ta mọi người đều cần lợi ích của mình. Chỉ cần Solomon quay lại thì họ sẽ đáp ứng yêu cầu của Malak. Nhưng nữ dược sĩ nói rằng Solomon không thể quay lại được. Vì ông ấy chính là công cụ để giúp chúng đi đến bước cuối cùng. Nói xong cô ta đã lập tức tự sát trước mặt Alfonso. Lúc này Langdon theo chỉ dẫn đã gặp được Malak. Còn Sato đang lẩn quẩn xung quanh đã nhận được một tin nhắn. Alfonso thông báo cho Sato tất cả những gì nữ dược sĩ đã nói. Sau đó Sato và ADAMU đã cùng nhau hành động khống chế đám người của Malak. Vừa buộc chúng phải thả Solomon và nói ra giai đoạn cuối cùng là gì. Rốt cuộc Solomon là công cụ của giai đoạn cuối cùng có nghĩa là gì? Lúc này một nhóm cảnh sát xuất hiện đã khiến tất cả mọi người phân tâm. Kết quả tiếng súng nổ ra thì Langdon đã bị Malak bắt giữ làm con tin. Thậm chí một sĩ quan cảnh sát cũng đã bị chui xuống gầm xe của chúng một cách đầy thô bạo. Cứ như thế chúng đã bỏ chạy thành công. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của nhóm cảnh sát khiến Sato tức giận vì nghĩ ADAMU đã phản bội mình. Lúc này Langdon đã được đưa đến một căn phòng tối. Malak đã nói với anh rằng đây là cơ hội cuối cùng để giải mã mọi bí ẩn. Nếu không làm việc chăm chỉ anh cũng sẽ mất mạng. Trong quá trình bỏ chạy, gã Malak đã ăn một viên đạn của ADAMU. Hắn không hề tỏ ra đau đớn mà đã sử dụng kỹ năng của mình để đẩy viên đạn ra ngoài. Bên này thì Sato đã bị ông chủ phát hiện vì tự mình đột nhập vào hệ thống giám sát của Cục An ninh Quốc gia. Chính ông đã gửi quân tiếp viện tới. Kiểu che giấu này khiến ông chủ tức giận nên Sato buộc phải rút khỏi cuộc điều tra. Sau đó cô quyết định tự mình giúp đỡ Kat, rồi Sato tìm được người phụ trách hội tam điểm để đưa ra một trao đổi. Chỉ cần giúp cô tìm được nữ dược sĩ đang còn sống, cô sẽ trả lại viên Blackstone và Capstone cho hội, họ có thể tiếp tục bảo vệ bí mật cổ xưa. Bên này nữ dược sĩ còn sống sót đã bị CIA bắt giữ, người của hội tam điểm đã giả làm CIA đến thăm. Sau đó tiêm cho cô ta một loại thuốc tiết lộ sự thật. Sau khi dược sĩ tiết lộ bí danh của người đàn ông bí ẩn thì cô ta đã chính thức tắt thở. Đồng thời trong phòng thí nghiệm Kat đang phân tích lại video của cha mình. Sau khi giảm tốc độ nửa lần, cô đã thấy ông nói ngược từ nhóm suối nước nóng bằng tiếng Nhật. Nhóm này chuyên sản xuất các loại bồn chứa nước, kết hợp với ánh mắt của Solomon phát biểu trong video. Kat phỏng đoán chính xác rằng Solomon đã bị ngâm trong thùng một thời gian dài. Đồng thời Jonathan đã nói cho Sato biết bí danh của người đàn ông bí ẩn. Địa chỉ của hắn nhanh chóng được tìm thấy thông qua thông tin đặt hàng. Bên trong căn phòng tối thì Langdon đang tiếp tục giải quyết những bí ẩn. Khi nhìn qua ánh sáng mặt trời, anh thấy một vòng tròn có chữ nhấp nháy trong hộp nắp đá. Nó có nội dung tất cả sẽ được tiết lộ ở góc 33 độ. Sau đó Langdon đã đòi Malak một thứ để tiếp tục giải mã, đó chính là sự giúp đỡ của Solomon. Sau khi hai người gặp nhau, Langdon đã nói mọi thứ với ông ấy, việc giải quyết bí ẩn cần có sự giúp đỡ của hội tam điểm cấp độ 33. Và Solomon đáp ứng được điều kiện này. Khi ông kiên quyết từ chối thì Malak đã giật điện Langdon qua còng tay. Đây là lời cảnh báo cho Solomon rằng ông chi có thể hứa sẽ hợp tác trong việc giải mã. Sau đó Langdon giả vờ khám phá manh mối, viết trên giấy rằng Solomon chính là công cụ cuối cùng để mở ra cánh cửa cho những sức mạnh siêu nhiên. Bây giờ họ cần phải tìm cách trốn thoát khỏi đây. Đồng thời Malak đã tìm thấy dấu hiệu dẫn đến cuối cùng, đó là một con dao găm được Chúa chạm vào. Kết hợp với máu của Solomon thì mọi thứ đã sẵn sàng.
Solomon chợt nhận ra rằng chiếc nhẫn được làm riêng cho các thành viên cấp độ 33. Khi mở ra, họ thấy một biểu tượng như một con dấu. Solomon đã đặt nó vào đáy hộp nhưng lại chẳng có gì xảy ra. Nghĩ về lời chú thích mọi thứ sẽ được tiết lộ ở góc 33 độ thì ông đã nhấn xuống và xoay nó. Ngay sau đó, chiếc hộp đã được mở ra biến thành cây thập tự hoa hồng, một biểu tượng của hội Rosicrucians. Hiện tại không ai biết người sáng lập thực sự của hội này, kết hợp với manh mối đã được giải quyết lần trước. Lang dần nhận thấy có một bút danh ẩn trong phép đảo chữ Latin. Họ suy luận rằng Isaac Newton chính là người sáng lập thực sự. Đối mặt với những câu đố vô tận, manh mối nối tiếp manh mối khiến Lang dần bắt đầu hoảng sợ. Kể từ khi toàn bộ chuyện này bắt đầu, nó chỉ là một manh mối khó hiểu nối tiếp manh mối khác. Lang dần luôn quay lại cùng một câu hỏi: vừa rồi cái gì? Kết quả là hai thầy trò bắt đầu có những lời qua tiếng lại vì bất đồng, thậm chí Solomon còn đề nghị lấy tất cả những thứ này và tiêu hủy chúng, bởi vì họ sẽ không thể thoát khỏi đây. Không ngờ mọi thứ chỉ là một vở kịch của cả hai, vì khi một gã tay sai bước vào phòng thì đã bị Solomon hạ ngục. Cứ như thế hai người đã thoát ra ngoài với nụ cười chiến thắng, nhưng không ngờ họ đã bị gã Malak và một tên tay sai chặn lại. Trong lúc bế tắc, Sato cũng đã tìm tới đây, cô lập tức nổ súng hạ gã tay sai. Nhưng Malak đã lấy mất chiếc túi của Lang dần và bỏ chạy. Sato vẫn muốn tiếp tục theo đuổi nhưng đã bị Solomon ngăn lại, vì Malak vừa nói rằng tài năng chỉ có thể đưa bạn đi xa. Những lời này nói ra đã khiến ông như đứng hình, vì Solomon đã nói điều tương tự với con trai Zachary của mình như vậy. Lúc này ông đã nhận ra Malak chính là con trai ông Zachary. Sato không tin điều đó, đã cùng một cảnh sát đuổi theo, bị dồn đến đường cùng, hắn đã tự nhảy xuống vách đá trước sự chứng kiến của mọi người. Nhưng hắn ta chưa hẹo mà đã ngoi lên từ mặt nước. Sau khi thoát khỏi sự truy lùng của cảnh sát thì hắn đã trông một chiếc xe bỏ chạy. Tuy nhiên đã bị nhóm người của hội tam điểm chặn lại và xảy ra một cuộc ẩu đả. Kết quả Malak đã bị bắt và giam trong một căn phòng. Rồi Jonathan đã báo sự việc cho Sato để yêu cầu cô tìm Blackstone và Capstone từ hắn. Sato khá buồn khi nhìn thấy người trước mặt. Cô tự hỏi làm thế nào mà Zachary được cô tuyển dụng lại trở thành như bây giờ. Lúc này Zachary tiết lộ vì làm việc cho CIA và sở thích đặc biệt của mình, khi bị bắt và nhốt vào trong nhà tù, hắn đã gặp một người có cùng đức tin với cha mình, người tin vào bí mật cổ xưa và phát hiện ra tiềm năng ở hắn. Gã tên Samjaza đã quyết định giúp Zachary khai thác sức mạnh tiềm tàng của bản thân, nhưng trước tiên cần dạy cho chàng trai trẻ nóng nảy này một số bài học. Samjaza đã làm cai ngục mất bình tĩnh, sau khi nhận hình phạt vô cùng đau đớn thì nằm trên giường Zachary đã tràn ngập tuyệt vọng. Lúc này gã đã sử dụng nội lực thần bí để chữa khỏi nỗi đau cho hắn. Trong môi trường vô nhân đạo này, Samjaza đã trở thành ánh sáng duy nhất soi sáng cho Zachary. Từ đó trở đi, sự thay đổi của Zachary chính thức bắt đầu. Hắn tuân theo sự sắp xếp của Samjaza, xóa đi quá khứ, viết về tương lai mới. Hình xăm cánh tay bị đốt cháy đại diện cho một sự đoạn tuyệt rõ ràng với quá khứ, sau đó là học được sức mạnh bí ẩn của Samjaza. Xem ra Cherry đã sẵn sàng bắt tay vào giai đoạn tiếp theo của cuộc hành trình của mình. Samjaza tiết lộ rằng gã đang lên kế hoạch vượt ngục đưa Zachary ra khỏi đây. Nhưng Zachary phải đưa cho gã thứ gì đó từ cha hắn là Solomon. Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn bởi cai ngục khi Solomon đến thăm. Zachary đã đề nghị với ông một thỏa thuận để hắn có thể ra khỏi nhà tù này. Trở lại phòng giam, Samjaza phát hiện Zachary đã bị phân tâm trong cuộc nói chuyện với cha. Nghĩ rằng hắn vẫn có thể dễ dàng bị cha mình kiểm soát, không thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Ban đầu gã dự định đưa Zachary đi cùng để trốn thoát qua đường ống trong cuộc bạo loạn trong tù, nhưng sau đó đã ra tay với hắn một cách thô bạo. Kết quả Zachary đã bị đưa khỏi tù như một xác chết. Các không thể chấp nhận sự thật sau khi biết tin đã chia tay với Lang dần vào thời điểm đó, nhưng Zachary đã đột nhiên tỉnh dậy trong nhà xác. Vì hắn đã sử dụng sức mạnh bí ẩn để tự chữa lành vết thương cho bản thân, mặt hắn bị biến dạng đến mức phải gọi bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi khuôn mặt. Từ đó về sau, Zachary liên tục trau dồi bản thân và khám phá bí mật cổ xưa, cùng với những hình xăm ngày một dày đặc trên người hơn. Zachary dần hoàn thành mục tiêu xóa bỏ quá khứ và viết nên tương lai, hóa thân thành một người bí ẩn. Sato không tin Jack ngày xưa đã hoàn toàn biến mất. Nhưng có vẻ như mọi chuyện đã đến mức này và không thể quay lại được nữa. Cô nói với Zachary nếu hắn muốn sống thì chỉ cần cho cô biết Blackstone và Capstone đang được giấu ở đâu. Zachary cũng không ngờ rằng sau khi làm nhiều việc như vậy, Sato vẫn tốt bụng và tin tưởng hắn, không coi hắn là một kẻ xấu ghê tởm. Trong giây phút xúc động, Zachary thực sự đã tiết lộ nơi cất giấu của Blackstone và Capstone. Đồng thời Sato cũng tuyên bố lần này cô sẽ không bỏ rơi Zachary nữa, cô ấy sẽ quay lại sau khi tìm thấy món đồ. Nhưng lúc này đôi mắt của Zachary đột nhiên thay đổi. Hắn đã dùng sức mạnh ép các tuyến cáp ra khỏi cơ thể chuẩn bị trốn thoát. Sato đã quay trở lại nhà sau khi nghe thấy một âm thanh lạ. Tuy nhiên ngay sau đó cô đã bị Zachary hạ ngục, còn Solomon thoát khỏi nanh vuốt của quỷ dữ lại mắc hội chứng căng thẳng. Ông không chịu nói chuyện với mọi người và luôn có những ảo giác đáng sợ. Cat và Lang dần đã hòa giải trở thành người yêu lần nữa. Sau khi bị tấn công dã man, Zachary đã làm Sato bị thương động mạch, may mắn đã có sự hỗ trợ kịp thời và dần hồi phục trong bệnh viện. Lúc này hội tam điểm đã tìm thấy chiếc điện thoại di động do Zachary để lại. Khoảnh khắc điện thoại kích hoạt, virus đã tấn công vào toàn bộ hệ thống của hội, mọi thứ của tổ chức bị phong tỏa. Jonathan đã quyết định bàn giải pháp với Solomon. Khi cả hai đang nói chuyện thì máy tính hiển thị dòng chữ Cascade.
Mọi người trong tổ chức buộc phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Cascade là một công nghệ âm thanh đường dài. Hội Tam Điểm đang sở hữu chương trình này. Thiết bị có thể được lập trình bằng tần số thứ cấp gây ra rung động khí quyển. Nếu chương trình được sử dụng trong vũ khí chống con người sẽ có thể thực hiện kiểm soát đám đông. Như đối đầu với quân đội, Solomon giải thích qua nghiên cứu ghi chép của Zacherry, hắn đã mất nhiều thời gian để tổ chức bàn giao. Chương trình này được cho là sẽ mở khóa những khả năng tiềm ẩn trở thành người bất tử. Zacherry có thể xóa sạch tài khoản của họ. Chưa kể cả danh tiếng, nhưng tiền và danh tiếng có thể được xây dựng lại. Nếu tư cách các thành viên bị bại lộ thì họ thực sự không thể tiếp tục bảo vệ các bí mật. Sau cuộc thảo luận sôi nổi, kết quả bình chọn cuối cùng cho thấy hầu hết mọi người đều muốn bảo vệ tài sản và bí mật của mình khỏi bị dò rỉ. Đồng ý bàn giao chương trình Cascade, chỉ có một số ít người bỏ phiếu chống và Solomon là một trong số họ. Trước mọi tranh chấp, bảo vệ lợi ích của chính mình luôn là lựa chọn hàng đầu của hầu hết mọi người. Cuối cùng Hội Tam Điểm đã bàn giao chương trình cho Zacherry. Qua đó virus hệ thống đã được gỡ bỏ. Lúc này mọi người đều trở nên cẩn thận trước những cuộc tấn công lén lút của Zacherry. Các cũng lo lắng cho mẹ cô nên đã cùng Langdon đi thăm bà ấy. Còn Alfonso sẽ ở lại chăm sóc Solomon. Khi người mẹ biết tin Zacherry vẫn còn sống đã rất vui trong lòng, thậm chí còn từ chối sự bảo vệ của mọi người. Bà ấy tin rằng dù Zacherry có trở thành thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không làm tổn thương mẹ của mình. Tối đó Langdon đã tìm thấy bản sao kê ngân hàng mà người mẹ đã gửi cho Zacherry trong phòng làm việc. Thế là ai người quyết tâm hỏi bà ấy sự thật. Hóa ra kể từ khi Zacherry trốn thoát khỏi nhà tù, hắn vẫn thỉnh thoảng xin tiền bà ấy. Nhưng bà ấy chưa bao giờ nói với ai, vì sợ lộ chuyện sẽ khiến Zacherry phải vào tù trở lại, thấy người mẹ dùng mọi cách bảo vệ con trai mình. Các đã nói ra sự thật rằng Zacherry đã giết rất nhiều người và âm mưu của hắn, thậm chí còn chặt tay cha mình là Solomon. Mặc dù rất đau đớn khi nghe điều này nhưng rõ ràng bà ấy không thể chấp nhận sự thật, hơn nữa bà cũng không muốn đi đâu cả. Người mẹ đã tiết lộ rằng Zacherry đang trên đường đi tới đây và hôm trước bà đã thấy hắn giấu thứ gì đó ở trong nhà kho. Thế là Kat và Langdon đã nhanh chóng lao tới tìm kiếm. Đúng như dự đoán thì họ đã tìm thấy Blackstone và Capstone. Ngay khi Zacherry tìm đến nhà mẹ hắn thì đã đối mặt với những câu hỏi của bà ấy. Nhưng điều này đã khiến hắn tức giận tự tay lấy mạng người mẹ của mình. Hôm sau, sếp của Sato đã chào đón một người chính là gã trong tù với Zacherry có tên gọi là Samjaja. Đồng thời, Alfonso cũng đang đến nhà mẹ Kat để xác minh tình hình. Anh đã tình cờ nhìn thấy Zacherry đang hỏa táng bà ấy. Sau đó hắn tiến ra hồ để kiểm tra quy trình kết nối khẩn cấp. Âm thanh tần số cao do chương trình phát ra đã khiến tai của Alfonso chảy máu và ngất xỉu. Thông qua các trường hợp khẩn cấp đang diễn ra, những gợn sóng trên mặt hồ dần tạo thành biểu tượng. Sau khi tỉnh dậy, Alfonso phát hiện cá chết vương vãi khắp hồ. Rồi anh lập tức gọi cho Kat nói rằng Zacherry đang thử nghiệm chương trình, họ cần phải ngừng sử dụng chương trình mạnh mẽ này. Kat ban đầu muốn kết thúc chuyện này bằng cách đốt hai viên đá nhưng đã bị Langdon và Solomon ngăn lại, thay vào đó là cùng nhau giải quyết bí ẩn. Kat đã kết hợp manh mối về người sáng lập Rosicrucians là Newton. Mọi bí ẩn sẽ được bật mí ở cấp độ 33, cô liền nghĩ đến hai viên đá cần được ngâm trong nước ở nhiệt độ 33 Newton. Ngay sau đó họ thấy một địa chỉ là một ngôi chùa tọa lạc tại số 8 quảng trường Franklin. Robot dường như đã phát hiện ra thứ gì khác dưới viên Blackstone. Sau đó ba người lên kế hoạch chuẩn bị bắt Zacherry và kết thúc tất cả. Tối đó đã có một người bí ẩn đột nhập vào chùa. Các đặc vụ CIA đã chờ đợi ở đây từ lâu đã nhanh chóng hạ ngục hắn, cứ nghĩ rằng Zacherry đã bị bắt, nhưng khi Samyama được CIA mời bắt đầu hành nghề lại không cảm thấy sức mạnh bí ẩn nào. Điều này khiến họ bối rối không thể tìm thấy bộ ba Langdon đâu cả, đến lúc đó họ mới nhận ra mình đã bị lừa. Sau khi trở về trại cùng Zacherry, khi cởi mũ trùm đầu ra họ mới phát hiện đây thực chất là một kẻ khác, thì ra hai ngày trước đúng lúc mọi người phát hiện ra địa chỉ trên viên đá. Langdon đã phát hiện ra biểu tượng dạng lưới xuất hiện dưới đáy viên Blackstone, quét biểu tượng phía dưới cho thấy nó là sự kết hợp giữa chiêm tinh và thuật giả kim. Lưới 8x8 tượng trưng cho ma trận 8 ô vuông của Franklin, bí mật ẩn giấu trong ma trận này. Họ đối chiếu các ký hiệu thành các số trong ma trận 8 ô vuông của Franklin đã vẽ một bức tranh và được giải thích như một hình ảnh của trời và đất. Ngôi nhà thánh nằm phía trên các hành tinh có thể nhìn thấy được mặt trăng và mặt trời, đường tròn cũng là biểu tượng phổ quát của thần, mũi tên chỉ xuống chỉ ra rằng nó ở trên trái đất. Nơi chứa đầy những biểu tượng của tôn giáo hiện đại, một kim tự tháp trải dài về phía thiên đường, biểu tượng trường tồn của sự khôn ngoan đã mất và bên dưới là cầu thang quanh co của hội tam điểm. Họ phải nhìn xa hơn câu chuyện ngụ ngôn để có được một vị trí chính xác. Có hai khoảng trống ở dòng thứ ba là ký hiệu chủ định hoặc ký hiệu bị thiếu của chúng có thể là từ tiếng Latin. Sau khi xem xét họ thấy quảng trường Franklin không phải là địa chỉ chính xác, rồi bộ ba đã đến ngôi đền chỉ những thành viên của hội tam điểm cấp 33 mới có thể vào được. Kat và Langdon tin rằng bàn thờ khổng lồ ở trung tâm phải là lối vào chính xác của cánh cổng siêu nhiên. Nhưng Solomon nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy, ông để mắt tới biểu tượng mũi tên hướng xuống, nhưng theo Langdon thì đó không phải một mũi tên mà là một thanh kiếm hướng lên. Vậy nên bây giờ họ cần tìm kiếm một thanh kiếm. Solomon nghĩ ngay đến thanh kiếm Tyler đang được giữ trong tủ trưng bày ở tầng dưới, nhưng đó chỉ là bản sao còn bản thật đằng sau chiếc ngai vàng. Khi thanh kiếm của Tyler được lấy ra họ thấy có hai biểu tượng khác nhau ở trên, thêm các ký hiệu vào ma trận theo thứ tự từ bên trái của hình vuông. Tất cả bản đồ đã hoàn thành và vị trí cuối cùng đã được tìm ra, có một cầu thang dưới kim tự tháp,
bên trong một đài tưởng niệm của Ai Cập cao 555 feet so với thành phố. Nhưng sự xuất hiện của nhân viên bảo vệ đã làm gián đoạn cuộc cân nhắc của ba người. Solomon đi ra ngăn cản anh ta nhưng được biết chính phủ đã ban hành lệnh bắt giữ. Khi Langdon đi ra ngoài để kiểm tra tình hình đã bị Jacheri tìm đến bóp cổ ngất xỉu. Sau đó hắn đã bước tới trước mặt Kat, đến khi Langdon tỉnh dậy phát hiện Jacheri đã để lại lời nhắn trên cánh tay hãy đưa Solomon đến cánh cổng. Nếu không hắn sẽ lấy mạng của Kat, bất lực anh đành phải tìm gặp Sato và nhờ cô ấy cho lời khuyên. Ngay sau đó anh đã đeo mặt nạ tấn công vào nơi giam giữ Solomon bằng khói gây mê, sau đó là đeo cho ông ấy chiếc mặt nạ để đưa ông ấy ra ngoài. Cả hai nhanh chóng đến đài tưởng niệm Washington, trong khi đó Kat vẫn đang nói ra hy vọng cuối cùng cho em trai ruột của mình. Cô muốn gọi tên Jacheri thân thương thông qua tình cảm gia đình, nhưng lại bị bóp cổ một cách tàn ác. Kat không dám phạm thêm sai lầm nào nữa đã đi theo hắn đến đài tưởng niệm Washington. Gặp Sam Iyama trên đường, Jacheri vẫn ôm mối hận về việc bị ông ta tẩn trong tù. Hắn đã giận dữ từ chối lời mời hợp lực của Sam Iyama. Không mất nhiều thời gian hai người đã lao vào một cuộc đấu tay đôi. Sau khi nhìn thấy những thủ thuật của người thầy, Jacheri đã đích thân phái Sam Iyama sang Tây Thiên. Kat lợi dụng sức nóng của cuộc chiến giữa hai người đã gửi một tin nhắn cầu cứu cho Alfonso. Không lâu sau ba nhóm người đã đến đường hầm dưới lòng đất của đài tưởng niệm Washington. Sau khi Alfonso chứng kiến sức mạnh qua chương trình của Jahari, anh đặc biệt sử dụng tai nghe làm thiết bị bảo vệ. Để không liên lụy tới Langdon thì Solomon đã nhốt anh ta trong thang máy, sau đó là nhấn để thang máy đưa anh ấy trở lại mặt đất, rồi ông tìm thấy Jacheri đã bố trí xong đội hình để niệm phép. Tất cả nhân sự và vật liệu cần thiết đều đã sẵn sàng, hắn bắt đầu vài ba thủ tục căng thẳng, tần số cao ngay lập tức được kích hoạt. Âm thanh vo ve chói tai khiến mọi người xung quanh đều choáng váng. Thang máy mà Langdon đang đi thậm chí còn bị mất điện. Vì Jacheri đang nằm ở trung tâm nên hắn không bị ảnh hưởng gì. Lúc này Alfonso đeo tai nghe chịu đau đớn đang từng bước tiến lại gần hơn, đồng thời Langdon đang trốn thoát dọc theo sợi dây từ gầm thang máy. May mắn anh kịp thời nhảy ra ngoài khi toàn hệ thống bộ thang máy rơi xuống, rồi anh phát hiện ra sự bất thường ở bức tường và cố gắng phá nó. Bị ảnh hưởng bởi sự cộng hưởng biểu tượng bí ẩn dần xuất hiện dưới nước, lúc này Jacheri nói Solomon không phải chìa khóa cuối cùng mà chính là hắn, hắn thực sự đã để ông ấy kết liễu mình. Jacheri tin rằng sau khi chết hắn sẽ tái sinh với trí tuệ vượt xa. Đúng lúc này Langdon đã tìm đến ngăn mọi thứ lại. Anh nói hắn làm điều này sẽ chẳng có lợi ích gì cả. Trí tuệ cổ xưa được chôn sâu trong nền tảng cái gọi là cánh cổng. Đó thực chất chỉ là một cuốn kinh thánh của vua James. Tất cả chỉ là huyền thoại. Mọi thứ chỉ là một phép ẩn dụ mà thôi. Nhưng lúc này Jacheri vẫn không tin và cho rằng Langdon chỉ đang cố trì hoãn thời gian mà thôi. Mà bên này Alfonso đang từ từ mò tới chuẩn bị tắt được thiết bị phát sóng. Trong khi Jacheri đang gào thét thì anh ấy đã gập chiếc hộp lại. Ngay lập tức biểu tượng trên mặt nước đã biến mất. Khi Jacheri tức giận lao tới thì Kat đã chính thức đâm con dao vào người hắn, một sự lựa chọn tưởng chừng như vô nhân đạo nhưng đã mang tính quyết định, có lẽ đó là sự giải thoát tốt nhất cho mọi người. Cuối phim Solomon nói với Langdon, việc giải mã khó khăn như vậy liệu thực sự thứ cuối cùng có phải chỉ là kinh thánh, vì có một số câu chuyện trong kinh thánh cũng chứa đựng những mật mã. Có lẽ trí tuệ cổ xưa đang ẩn giấu ở đây, không bao giờ là quá muộn để tìm kiếm lại. Vậy là bộ phim tới đây cũng đã kết thúc rồi. Đây là bộ phim dựa trên cuốn sách cùng tên bán chạy nhất. Một bộ phim khá là hồi hộp căng não được chuyển thể từ tiểu thuyết. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên để lại cho Bún một đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn anh em trong những video mới nhất.